Sách Thi Thiên chương 86. Cầu xin Chúa giúp đỡ chống lại kẻ thù. Đức Giê-hô-va ơi, xin nghiêng tai nhậm lời con, vì con đang khốn cùng và thiếu thốn. Xin bảo vệ linh hồn con, vì con là người trung tín. Đức Chúa Trời của con ơi, xin cứu đầy tớ Chúa, là người vẫn tin cậy Ngài. Chúa ơi, xin thương xót con, vì hàng ngày con kêu cầu Ngài. Xin làm cho linh hồn đầy tớ Chúa được vui mừng, vì Chúa ơi, linh hồn con ngưỡng vọng Chúa. Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn lòng tha thứ, ban sự nhân từ vô lượng cho những người kêu cầu Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con. Xin để ý đến tiếng nài xin của con. Trong ngày gian truân, con sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời con. Chúa ơi, trong vòng các thần không có ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Ngài. Muôn dân mà Chúa đã tạo dựng sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa và tôn vinh danh Ngài, vì Chúa rất vĩ đại, làm các phép màu. Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường lối của Chúa, thì con sẽ đi theo chân lý của Ngài. Xin khiến lòng con kính sợ danh Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con hết lòng ca ngợi Chúa, tôn vinh danh Chúa mãi mãi. Vì lòng nhân từ của Chúa đối với con rất lớn lao, Chúa đã giải cứu linh hồn con khỏi vực sâu của âm phủ. Lạy Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã nổi lên chống lại con, một lũ hung bạo tìm hại mạng sống con. Chúng chẳng để Chúa đứng trước mặt mình, nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, đầy lòng nhân từ và chân thật. Ôi, cầu Chúa đói xem con và thương xót con. Xin ban sức mạnh Chúa cho đầy tớ Chúa và cứu con trai của tớ gái Ngài. Xin Chúa ban một dấu hiệu về ơn Chúa đối với con, để những kẻ ghét con được thấy dấu ấy và hổ thẹn. Vì Đức Giê-hô-va ôi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi con. Sách Luca chương 7. Chúa Giê-xu chữa lành đầy tớ của viên đội trưởng. Sau khi rao giảng mọi lời ấy cho dân chúng nghe rồi, Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-na-um. Một viên đội trưởng có người đầy tớ rất yêu quý đang đau nặng, gần chết. Khi nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình. Họ đến với Đức Chúa Giê-xu, nài xin rằng đội trưởng thật đáng cho thầy giúp đỡ, vì ông thương dân ta và đã xây nhà hội cho chúng ta. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, viên đội trưởng phái các bạn mình đến thưa với Ngài: Lạy Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa, chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính tôi cũng ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác đến thì nó đến, và bảo đầy tớ của tôi làm việc này thì nó làm. Nghe những lời ấy, Đức Chúa Giê-xu ngạc nhiên về viên đội trưởng, quay lại bảo đoàn dân đi theo Ngài rằng: Ta bảo các ngươi, ngay trong dân Israel, ta cũng không thấy đức tin nào như vậy. Những người được phái đi trở về nhà thì thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi. Con trai người đàn bà góa ở thành Na-in. Ngày hôm sau, Đức Chúa Giê-xu đi đến một thành gọi là Na-in. Có nhiều môn đồ cùng đoàn dân đông đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, người ta vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của bà mẹ góa. Có nhiều người ở thành đó đi đưa đám tang với bà. Chúa thấy và động lòng thương xót bà nên phán: Đừng khóc. Ngài lại gần, chạm vào quan tài và những người khiêng dừng lại. Ngài phán: Hỡi chàng trai, ta bảo ngươi trỗi dậy. Người chết vùng ngồi dậy và bắt đầu nói. Đức Chúa Giê-xu giao anh ấy lại cho mẹ. Mọi người đều sợ hãi và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã xuất hiện giữa chúng ta, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này vang ra khắp miền Giu-đê và các vùng lân cận. Câu hỏi của Giăng Báp-tít. Môn đồ của Giăng thuật lại cho ông tất cả các việc đó. Ông gọi hai môn đồ và sai họ đến thưa với Chúa: Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Họ đến với Đức Chúa Giê-xu, thưa rằng: Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy: Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Chính giờ đó, Đức Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người bệnh, người tàn tật, người bị quỷ ám và khiến cho nhiều người mù được sáng. Ngài trả lời với họ: Hãy về thuật lại cho Giăng những điều các ngươi đã thấy và nghe. Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, người nghèo được nghe tin lành. Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ ta. Khi các sứ giả của Giăng đã đi rồi, Đức Chúa Giê-xu bắt đầu nói với dân chúng về Giăng rằng: Các ngươi đi xem gì nơi hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi ra xem gì nữa? Một người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và sống xa hoa thì ở trong cung vua. Vậy thì, các ngươi còn đi xem gì nữa? Một nhà tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng: Này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con. Ta nói với các ngươi, trong những người do phụ nữ sinh ra, không có ai trỗi hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn ông ấy. Cả dân chúng và những người thu thuế đã chịu bắp tem của Giăng nghe Ngài giảng đều nhìn nhận Đức Chúa Trời là công chính. Nhưng người Pha-ri-si và các luật gia không chịu Giăng làm bắp tem thì chối bỏ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ. Vì vậy, ta sẽ ví sánh những người của thế hệ này với gì, và họ giống ai? Họ giống như trẻ con ngồi ngoài chợ, réo gọi nhau và nói: Chúng tôi thổi sáo mà các bạn không nhảy múa, chúng tôi hát bài ai ca mà các bạn không khóc than. Vì Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói ông ta bị quỷ ám. Còn con người đến, ăn và uống, thì các ngươi lại nói: Kia, đó là người ham ăn mê uống, bạn của người thu thuế và kẻ có tội. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh nhờ kết quả của nó. Người đàn bà tội lỗi được tha thứ. Một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu dùng bữa với mình. Ngài vào nhà người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. Có một người đàn bà tội lỗi ở thành đó nghe nói Ngài đang ngồi ăn tại nhà người Pha-ri-si, nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giê-xu mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân Ngài. Rồi nàng lấy tóc mình lau, hôn chân Ngài và xức dầu thơm lên. Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy thầm nghĩ: Nếu người này thật là nhà tiên tri, chắc đã biết người đàn bà chạm đến mình đó là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là kẻ tội lỗi. Đức Chúa Giê-xu phán với ông: Hỡi Simon, ta có vài lời nói với ngươi. Ông thưa: Xin thầy cứ nói. Ngài phán: Một chủ nợ có hai con nợ, một người nợ 500 denier, người kia nợ 50. Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai thương chủ nợ hơn? Simon thưa: Tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giê-xu phán: Ngươi nhận xét đúng lắm. Ngài quay lại phía người đàn bà và phán với Simon: Ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà của ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng chị ấy đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ngươi không hôn ta, nhưng từ khi ta vào nhà của ngươi, chị ấy luôn hôn chân ta. Ngươi không sức dầu cho đầu ta, nhưng chị ấy lấy dầu thơm sức chân ta. Vì thế ta bảo ngươi, tội lỗi của người đàn bà này nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều. Còn người được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Ngài phán với người đàn bà, tội lỗi con đã được tha. Các người ngồi cùng bàn với Ngài nói với nhau, người này là ai mà có quyền tha tội? Nhưng Ngài phán với người đàn bà, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an. Sách Jeremy chương 35. Gương trung thành của người Rê-cáp. Vào thời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Judah, có lời từ Đức Giê-hô-va phán với Jeremy rằng, con hãy đến gặp và nói chuyện với nhà của người Rê-cáp, mời họ đến nhà Đức Giê-hô-va, đưa họ vào một phòng nào đó và cho họ uống rượu. Vì thế tôi đem Ja-an-sa-nia, con trai Jeremy, cháu Ha-bá-si-nia, các anh em, tất cả con trai của ông và cả nhà Rê-cáp vào nhà Đức Giê-hô-va. Tôi đưa họ đến phòng của các con trai Hanan, con trai Gidalia, người của Đức Chúa Trời, cạnh phòng các thủ lĩnh, bên trên phòng của Amaseza, con trai Sa-lung, là người giữ cửa. Tôi dọn các bình rượu đầy và chén trước mặt con cháu nhà người Rê-cáp, rồi nói, xin mời các ông uống rượu. Nhưng họ trả lời, chúng tôi không uống rượu, vì tổ phụ chúng tôi là Jonadab, con trai Rê-cáp, đã truyền dạy chúng tôi rằng, các con và con cháu các con đừng bao giờ uống rượu, cũng đừng xây nhà, đừng gieo giống, đừng trồng hay mua vườn nho, nhưng suốt đời các con cứ sống trong lều trại, để các con được sống lâu trên đất mà mình đang tạm cư. Chúng tôi vâng theo mọi lời của Jonadab, con trai Rê-cáp, tổ phụ chúng tôi truyền dạy. Trọn đời chúng tôi, vợ, con trai, con gái chúng tôi đều không uống rượu. Chúng tôi cũng không xây nhà để ở, cũng không có vườn nho, ruộng đồng hay hột giống. Nhưng cứ ở trong lều trại, chúng tôi đã vâng lời và làm theo mọi điều tổ phụ chúng tôi là Jonadab truyền dạy. Nhưng khi Nebuchadnezzar, vua Babylon, tấn công xứ sở này, chúng tôi nói với nhau, hãy lên Jerusalem để tránh quân Canh-đê và quân Syri. Vì vậy, chúng tôi đến sống tại Jerusalem. Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán, hãy đi nói với người Judah và dân cư Jerusalem rằng, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi không tiếp nhận sự sửa dạy và không nghe lời ta sao? Lời của Jonadab, con trai Rê-cáp, truyền dạy con cháu không được uống rượu đã được tuân giữ. Cho đến nay, chúng không uống rượu vì đã vâng theo mệnh lệnh của tổ phụ mình. Còn ta thường xuyên phán dạy các ngươi, mà các ngươi không vâng lời ta. Ta đã liên tục sai tất cả đầy tớ ta, tức các nhà tiên tri, đến nói với các ngươi. Mỗi người trong các ngươi phải từ bỏ con đường xấu xa và sửa đổi việc làm của các ngươi. Đừng đi theo để phục vụ các thần khác, thì các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng để tai vào và chẳng vâng lời ta. Còn cháu của Jonadab, con trai Rê-cáp, đã vâng giữ lời tổ phụ mình truyền dạy, nhưng dân này chẳng vâng lời ta. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán, này, ta sẽ giáng trên Judah và toàn thể dân cư thành Jerusalem mọi tai họa mà ta đã báo trước cho chúng. Vì ta nói mà chúng không nghe, ta gọi mà chúng không trả lời. Còn với nhà người Rê-cáp, Jeremy nói, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán: Vì các ngươi đã vâng theo mệnh lệnh của tổ phụ mình là Jonadab, tuân giữ mọi lời răn dạy của người và làm theo mọi điều người truyền dạy các ngươi, nên Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này: Jonadab, con trai Rê-cáp, sẽ chẳng bao giờ thiếu người đứng trước mặt ta. Chương 36. Jehoiakim đốt sách của Jeremy. Vào năm thứ tư đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Judah, có lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy: Con hãy lấy một cuộn sách và chép vào đó mọi lời ta đã phán với con về Israel, Judah và tất cả các nước, từ ngày ta phán với con dưới đời Josiah cho đến ngày nay. Có lẽ khi người Judah biết mọi tai họa ta định giáng trên chúng, chúng sẽ trở lại, mọi người từ bỏ con đường xấu xa của mình, và ta sẽ tha thứ mọi gian ác và tội lỗi của chúng. Jeremy gọi Baruch, con trai Neriah, đến. Jeremy đọc cho Baruch ghi chép vào cuốn sách mọi lời Đức Giê-hô-va phán với ông. Jeremy dặn Baruch: Tôi bị ngăn cấm, không thể vào nhà Đức Giê-hô-va được. Vì thế, vào ngày kiêng ăn, chính anh hãy vào nhà Đức Giê-hô-va và đọc cho dân chúng nghe lời Đức Giê-hô-va phán trong cuộn sách mà tôi đã đọc cho anh chép. Anh cũng đọc cho cả dân Juda đến từ các thành nghe nữa. Có lẽ họ sẽ trở lại kêu cầu Đức Giê-hô-va và từ bỏ đường lối gian ác mình, vì cơn tức giận và thịnh nộ mà Đức Giê-hô-va đã công bố cho dân này thật là kinh khủng. Baruch, con trai Neriah, làm theo mọi điều nhà tiên tri Jeremy dặn bảo, đọc lời Đức Giê-hô-va trong cuộn sách tại nhà Đức Giê-hô-va. Vào tháng 9, năm thứ 5, đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Judah, tất cả dân thành Jerusalem và dân chúng từ các thành Judah đến Jerusalem đều công bố kỳ kiêng ăn trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại nhà Đức Giê-hô-va, trong phòng Gemariah, con trai thư ký Safan, là phòng nằm trên sân thượng, cạnh cổng mới nhà Đức Giê-hô-va, Baruch đọc cho toàn dân nghe mọi lời của Jeremy từ trong sách. Khi Mi-chê, con trai Gemariah, cháu Safan, nghe đọc xong mọi lời của Đức Giê-hô-va từ trong sách, liền đi xuống cung vua, vào phòng thư ký. Tất cả các thủ lĩnh đều họp tại đó. Thư ký Elishama, De Laza, con trai Semaja, Elnathan, con trai Akbo, Gemariah, con trai Safan, Sedekia, con trai Hanania và tất cả các thủ lĩnh. Mi-chê thuật cho họ mọi lời mình đã nghe khi Baruch đọc sách vào tai dân chúng. Bấy giờ, các thủ lĩnh sai Jehudi, con trai Elnathan, cháu Selemia, Chakusi, đến gặp Baruch và nói: Hãy đem đến đây cuộn sách mà ông đã đọc cho dân chúng nghe. Baruch, con trai Neriah, cầm cuộn sách trong tay và đến gặp họ. Họ bảo ông: Xin ông ngồi và đọc cho chúng tôi nghe. Baruch đọc cho họ nghe, nhưng sau khi nghe xong mọi lời, họ lo sợ nhìn nhau rồi nói với Baruch: Chúng ta hãy trình với vua tất cả những điều này. Rồi họ gạn hỏi Baruch: Hãy cho chúng tôi biết làm sao ông chép được những lời này. Có phải ông ấy đọc cho ông không? Baruch đáp: Ông ấy đọc cho tôi những lời này, và tôi dùng mực chép vào cuộn sách. Các thủ lĩnh nói với Baruch: Ông và ông Jeremy hãy đi trốn đi, đừng để ai biết các ông ở đâu. Các thủ lĩnh để cuộn sách trong phòng thư ký Elishama, rồi vào gặp vua tại sân chầu và thuật cho vua tất cả sự việc. Vua sai Jehudi đem sách đến. Jehudi lấy cuộn sách từ phòng thư ký Elishama và đọc cho vua cùng tất cả các quan trưởng đứng chầu bên vua nghe. Bấy giờ là tháng 9, vua đang ngự trong cung mùa đông. Trước mặt vua có lò sưởi đang cháy. Mỗi lần Jehudi đọc được 3-4 cột trong sách thì vua lấy dao rọc giấy cắt đi và ném vào lửa trong lò sưởi, cho đến khi cả cuộn sách cháy rụi trong lò sưởi. Vua và các thuộc hạ đã nghe tất cả những lời đó, nhưng không một ai lo sợ hay xé áo mình. Dù Elnathan, De Laza, Gemariah đều cầu xin vua đừng đốt cuộn sách đó, nhưng vua không nghe. Vua ra lệnh cho Gerard-mê-en, con trai Hamelet, cho Seraza, con trai Adrien, và cho Selemia, con trai Abdeen, đi bắt thư ký Baruch và nhà tiên tri Jeremy, nhưng Đức Giê-hô-va giấu hai ông. Jeremy tuyên án vua Jehoiakim. Sau khi vua đốt cuộn sách, có những lời mà Baruch đã chép lại theo lời đọc từ miệng Jeremy, thì có lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy như sau: Con hãy lấy một cuộn khác và chép lại tất cả những lời đã chép trong cuộn trước Jehoiakim vua Judah đã đốt. Còn về Jehoiakim vua Judah, con hãy nói: Đức Giê-hô-va phán, ngươi đã đốt cuộn sách này và nói, sao ngươi dám chép rằng vua Babylon chắc chắn sẽ đến tàn phá xứ này và tiêu diệt cả người lẫn súc vật? Vì lý do đó, Đức Giê-hô-va phán về Jehoiakim vua Judah rằng, nó sẽ chẳng có ai ngồi trên ngai David, xác nó sẽ bị giang nắng ban ngày và dầm sương ban đêm. Ta sẽ trừng phạt nó, dòng dõi nó và quần thần nó, vì gian ác của chúng. Ta sẽ giáng trên chúng, trên dân cư Jerusalem và người Judah, mọi tai họa mà ta đã báo cho chúng, nhưng chúng không thèm nghe. Jeremy lấy một cuộn khác đưa cho thư ký Baruch, con trai Neriah. Baruch chép lại mọi lời từ miệng Jeremy đã được chép trong cuộn sách mà Jehoiakim vua Judah đã đốt trong lửa. Ông còn thêm vào đó một số lời tương tự.